Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với channel của Khoa. Chủ đề ngày hôm nay của Khoa muốn nói đến đó chính là rập. Rập là một bộ phận rất quan trọng trong chuỗi sản xuất mẫu nha mọi người. Nếu như không có rập thì chúng ta sẽ không làm được sản phẩm nữa hết. Cho dù sản phẩm của bạn đó là giày, túi xách, ba lô, dây thắt lưng, dây đồng hồ và ví, nếu như không có rập thì bạn cũng được không làm được. Tất cả chỉ nằm trong mảng giải thiết kế mà thôi. Đấy, rất nhiều bạn hiểu lầm 3D mới là quan trọng, nhưng thực ra trong sản xuất 2D mới là quan trọng. Vì tất cả những sản phẩm muốn làm được thì phải làm từ 2D. Như vậy thì để làm được một rập á, thì chúng ta cần có những cái công cụ sau đây: thước, viết và dao và giấy. Dao thì dùng để chúng ta cắt trên giấy, còn viết để ghi chú, thước gì thì dùng để đo đạc. Mọi người cùng Khoa theo dõi cách mà một người thợ ra đập chiếc túi Mercedes với da cá sấu Nali này nha mọi người. Mọi người cùng theo dõi nha. Thank you.
Như vậy là một chiếc túi đã được ra đập xong. Khoa hy vọng mọi người sẽ thích video này. Nếu mọi người thích, hãy like, subscribe và comment cho Khoa biết cảm nhận của mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.